Hello, thân chào các bạn. Hôm nay mình có đi chợ đó, mình có mua cái món mà mình đang thèm mấy bữa nay. Đó là cá chiên và khoai tây chiên ăn với salad dưa leo, cà chua. Mình biết cái món này chiên á thì không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà có đôi khi á mình thèm mình thèm thì mình phải nấu thôi. Thì ở đây mình có cái chảo này mình có giới thiệu trước đây. Cái này mình có thể ăn chiên, ăn lẩu, hoặc là ăn luộc, hoặc là xào tại bàn. Như mình thì mình ở có một mình, cho nên mình rất là thích cái này. Nó rất là tiện cho mình. Thì khi mình ăn tại bàn, thì sau khi ăn xong thì mình mở cửa sổ mở cửa ban công, rồi bật máy hút lên, rồi cho nó thông hơi, rồi đốt với trầm hương. Nhưng mà mình mua một loại dầu mà nó không có hôi. Loại dầu đó là dầu olive. Khi mà mình dùng loại dầu olive để mình chiên á thì nó không có bắn, không có dăng và không có hôi. Đồng ý là nấu ăn thì đương nhiên nó phải có mùi, nhưng cái mùi của nó cũng bớt hơn là mình chiên những loại dầu thường. Cho nên khi mình nhìn vô cái chảo dầu, mình thấy nó có màu vàng nâu, đó là dầu olive. Dầu olive thì nó có một cái màu vàng nâu. Đó là mình giới thiệu cái món ăn tối của mình ngày hôm nay. Đấy, thì mình cũng bật chảo nóng lên. Thì bạn thấy cái màu vàng đó là màu vàng dầu ô liu. Dầu ô liu thì nó có cái màu như vậy. Với lại mình cũng mới chế vô. Là đây, rau củ quả. Đó, là mình phải có, tại vì mình ăn món ăn chiên thì phải có rau củ quả để cho nó giải nhiệt. Còn đây là khoai tây mình mua ngày hôm nay đó các bạn. Rồi đây là vỉ cá. Vỉ cá mình đã đưa ra rồi. Thì hôm nay mình cũng mua. Hôm nay mình ăn một món có thể nói là không tốt cho sức khỏe, nhưng mình lâu lâu mình thèm thì làm sao cưỡng lại được. Đấy các bạn. Rồi đây là cái cà chua mà hồi trưa mình ăn trưa còn. Đấy, thì mình còn được một chén và nước chấm. Đây là bữa ăn tối của mình đó.
Đấy, các bạn thấy không? Rất là nhanh, trong vòng tích tắc là xong. Mà mình chiên bằng dầu ô liu nên không có hôi. Với một cái tốc độ nhanh như vậy cho nên nó không có hôi. Và món ăn đã xong. Thì bây giờ mình chỉ ngồi nhâm nhi một mình thôi. Không có gì là cô đơn hết các bạn ạ. Ok, tí nữa mình nói chuyện tiếp nha. Mình phải ăn trước đã. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Đấy, coi như là xong một bữa ăn tối. Một cuộc chiến tranh đã chấm dứt. Cái chảo này rất là dễ rửa. Khi mình chiên xong thì mình chỉ lấy tờ giấy, mình chùi một cái là sạch ngay. Xong rồi nó còn nóng là mình chỉ đưa ra ngoài ban công. Mình để ngoài ban công cho nó lạnh. Rồi nó nguội rồi mình trút dầu ra. Mình chùi cái là xong. Đây, dĩa cá cũng sạch. Đó. Đây là một bãi chiến trường. Khoai tây mình vẫn còn. Cá mình chiên sẵn. Tối mình có đói thì mình ăn. Còn khoai tây thì mình không có chiên sẵn. Nửa đêm có đói thì ăn một vài miếng. Tại mình thì không có đi làm, mình thức khuya. Cho nên có thể là khi thức khuya chắc có thể là đói. Nên mình chiên sẵn mấy miếng cá còn lại. Còn khoai tây mà chiên sẵn không ngon. Mà tối thì ăn khoai tây chiên cũng không tốt. Cho nên mình chỉ có chiên mấy miếng cá thôi. Rồi ăn với lại rau. Tối nay còn thì mình ăn với rau. Đây là một bãi chiến trường đây. Rất là ngon, rất là tiện, rất là lợi. Cái này rất là dễ lau và dễ chùi và dễ dọn. Bây giờ mình chỉ bưng ra để ngoài ban công. Chờ nó nguội rồi mình chút dầu ra. Ok. Bye bye. Hi hi. Chào các bạn. Hôm nay mình có gắn microphone vô đây nè. Không biết các bạn nghe có rõ không nha. Nhưng mà mình check rồi thì mình thấy là nó có connection vô trong cái máy quay phim của mình. Thì hôm nay là Chủ nhật. Cái vlog của mình thì sẽ là vấn đề một buổi cơm vào ngày Chủ nhật. Và sau khi ăn buổi cơm thì mình có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe. Mà đây là câu chuyện hoàn toàn có thật về tình yêu lệch tuổi giữa chàng trai trẻ thuê nhà trọ và nữ chủ nhà lớn hơn anh ấy 20 tuổi. Chuyện này có thiệt nha các bạn. Cái này là mình đọc lại cho các bạn nghe nha, chứ không phải là mình nghe ai kể hay là mình tự fantasy ra đâu nha. Mình đọc câu chuyện này mà mình thấy buồn cười. Xong mình nghĩ là thôi để mình đọc lên để mình chia sẻ cho các bạn. Thì cái cặp đôi này không phải là người Việt Nam. Cái cặp đôi này là người Tàu. Nhưng mà là chuyện có thật. Nhưng mà mình thấy vui vui tại vì mình là cũng là phụ nữ. Nhưng mà mình không hiểu là một người phụ nữ này hơi đặc biệt. Thì mình để đọc tiếp tục cho các bạn nghe nha. Thì chuyện tình yêu này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Đương nhiên rồi, mình cũng thấy hơi lạ lạ chứ đừng có nói là cộng đồng mạng. Cụ thể là gần đây thị trường bất động sản Thâm Quyến, Thâm Quyến là một thành phố ở Trung Quốc, bắt đầu ấm lên, cũng vô tình khiến một chàng trai trẻ bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Nguyên nhân là do anh chàng này đã kết hôn với nữ chủ nhà lớn hơn anh ta đến 20 tuổi. Các bạn tưởng tượng đi, lớn hơn cái người đó, người đàn bà đó 20 tuổi. Nhờ đó, khi tuổi đời còn rất trẻ,
anh đã sở hữu khối tài sản kếch xù gồm nhiều căn biệt thự sang trọng và trở thành ông trùm bất động sản và đạt được tự do tài chính trước tuổi 30. Fantastic! Chàng trai này có nickname là Đông Sâm. Thì cái tên này có thể là người ta không có nói cái tên thiệt ra, người ta chỉ nói tên nickname của anh ta là tên Đông Sâm thôi nha. Năm 2018, sau khi xuất ngũ, anh đến Thâm Quyến. Thâm Quyến là một cái thành phố tên là Thâm Quyến, lập nghiệp và quen biết với chị Vũ. Cái chị này tên là Vũ, là chủ căn hộ mà anh dự định thuê thông qua một công ty môi giới bất động sản. Có nghĩa là anh ta không có tự tìm lấy cái căn nhà đó mà anh qua một cái dịch vụ để mà tìm kiếm mướn nhà ở một cái thành phố đó tên là Thâm Quyến, là ở bên Tàu á, China đó. Thì khi đó Đông Sâm chỉ mới ngoài 20 tuổi, tại anh ta mới đi coi như là đi lính á, về đó. Còn chị Vũ đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và đang nuôi dạy hai con nhỏ. Chị Vũ sở hữu nhiều căn hộ cho thuê tại Thâm Quyến, là cái cô này nè, cô làm chủ nhiều căn hộ lắm, cô cho người ta mướn á, ở cái tỉnh mà anh ta đến, mà nãy mình nói là tên là Thâm Quyến á. Đông Sâm vừa ý với một căn hộ của chị Vũ nên đã nhanh chóng ký hợp đồng thuê nhà. Từ đó mối quan hệ giữa hai người chỉ hơn đơn thuần là chủ nhà và người thuê nhà. Anh ta mướn nhà, tìm được một căn nhà rất là vừa ý. Nhưng mà lúc đó rất là đơn giản, hai người chỉ đơn thuần là chủ nhà và người thuê nhà. Cô ta là chủ nhà, anh ta là người thuê nhà. Sau đó, vì những vấn đề liên quan đến việc đóng tiền thuê nhà và sử dụng căn hộ, cả hai đều không tránh khỏi việc phải trao đổi, trò chuyện với nhau. Đông Sâm là người rất lịch sự, còn chị Vũ chắc chắn là một chủ nhà tốt bụng, luôn nhiệt tình giúp đỡ Đông Sâm giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Chính sự thấu hiểu và những lần trò chuyện gần gũi đã giúp tình cảm giữa hai người dần dần nảy nở. Mình đọc tới đây mình buồn cười. Mình nghĩ mình phải kể cho các bạn nghe. Sau một thời gian quen biết, chị Vũ thỉnh thoảng lại đến thăm Đông Sâm vì lý do xem xét tình trạng căn hộ cho thuê. Cái này là không biết là có cố tình đi tới xem xét căn nhà hay không. Thường thường mình mướn nhà, người chủ nhà đâu có tới xem xét nhà đâu. Dù là mình mướn nhà hay là mướn một cái chỗ mà để mà buôn bán hay gì cũng vậy, chỉ trừ khi nào mà người mướn nhà có thắc mắc gì đó thì mới thông báo với người chủ nhà, thì người chủ nhà mới tới. Còn người chủ nhà không có vô ý thức mà cứ tới làm phiền người khác, cái chuyện đó không có đâu. Còn mỗi lần về quê thì Đông Sâm đều mua đặc sản địa phương làm quà cho chị Vũ, như là 2 triệu. Để tỏ lòng cảm ơn, chị Vũ lại mời Đông Sâm đi ăn. Sau đó anh chàng lại mời ngược lại chị đi xem phim. Cứ như vậy, tình cảm mà Đông Sâm dành cho người phụ nữ hơn mình 20 tuổi ngày càng phát triển. Tuy nhiên, khi Đông Sâm tâm sự với bạn bè về việc anh muốn hẹn hò với chị Vũ, người phụ nữ hơn anh 20 tuổi và đã qua một lần đò, thì tất cả bạn bè đều khuyên anh nên suy nghĩ kỹ. Nếu là mình cũng khuyên luôn á, chứ đừng nói là bạn bè của anh ta. Mình là người, nếu mà mình là người không quen biết gì, mình chỉ là vô tình, nếu anh ta kể mình cũng khuyên luôn đó các bạn. Bất chấp lời can ngăn của bạn bè, Đông Sâm vẫn kiên quyết theo đuổi chị Vũ. Ban đầu, chị Vũ cũng đồng ý với mối tình chị em. Nhưng trước sự kiên trì và chân thành của Đông Sâm, chị Vũ cuối cùng đã đồng ý và chàng trai trẻ có một cơ hội.
mình không hiểu, mình đã có một đời chồng ly dị, và mình cũng có, sau đó thì mình cũng có samuel, rồi cũng không hợp, rồi lại tan vỡ, rồi mình cũng có những người bồ, người Thụy Điển có, người Na Uy có, người Italia có, nhưng mà không bao giờ mình lựa chọn người đó nhỏ tuổi hơn mình. Lúc mà mình đi học á, thì cũng có một người học sinh, sinh viên, anh ta nhỏ hơn mình tới mười mấy, hai mươi mấy, cũng đâu cỡ này nè, nhỏ hơn mình 20 tuổi. Mà trong giờ học anh ta cứ, hay là học xong hay là cái gì đó, mình đàn bà lớn tuổi, mình đọc mình biết liền, mình biết ngay, mình nói những lời là mình không muốn, có nghĩa là mình không có nói thẳng thừng, nhưng mà những cái mà mình tỏ vẻ mình không thích hoặc không muốn, hoặc không muốn đi tiến tới nữa, mình nói nhẹ nhàng để người ta hiểu thôi đó. Mình đọc cái chuyện này mình thấy rất là buồn cười. Mình đọc tiếp nha. Trước sự ngăn cản của nhiều người, Đông Sâm vẫn quyết định làm đám cưới với người phụ nữ lớn hơn mình 20 tuổi. Cũng là tình yêu đích thực mà anh đã tìm thấy. Mình thấy thương cho những chàng trai trẻ tuổi. Mình đọc tiếp nha. Năm 2021, Đông Sâm và chị Phủ chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Một tháng sau đó, trong một lần trò chuyện, chị Vũ tâm sự với Đông Sâm rằng chị và chồng cũ chưa từng chụp ảnh cưới. Cái chuyện đó, cô ta tâm sự có hay không thì mình không biết nha. Nhưng mà có phải là mục đích để gài bẫy anh chàng này không thì mình không biết. Người đàn bà lớn tuổi mà. Đó, thì mình không hiểu, nhưng mà cái này là mình chỉ đọc thôi. Nhưng mà mình đàn bà cũng lớn tuổi thì mình hiểu nó như thế nào rồi. Vợ chồng sao mà không có chụp hình đám cưới chung được. Đã cưới nhau, đã có con mà sao không có hình đám cưới. Cái chuyện này cũng vô lý. Hoặc là có thể cái thời điểm hai người lấy nhau túng thiếu thì họ cũng không có làm chuyện đó. Thì mình cũng du di không? Để mình đọc tiếp nha. Ngay lập tức Đông Sâm đã dẫn chị Vũ đi chụp một bộ ảnh cưới theo phong cách Trung Hoa. Hành động này của Đông Sâm khiến chị Vũ vô cùng cảm động. Đương nhiên rồi, người đàn bà mà, rất là yếu mềm. Đến nay, họ đã bên nhau được 3 năm, cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Chị Vũ, người phụ nữ từng không có tin vào tình yêu đích thực, đã tìm thấy ở Đông Sâm sự chân thành và tình yêu thương. Thì mình cũng chúc mừng cho họ. Chị gạt bỏ mọi lo lắng e ngại để rồi mạnh mẽ bước vào mối tình chị em này. Chị Vũ chia sẻ: tôi đã gặp đúng người, người có thể biến mọi tưởng tượng của tôi về tình yêu thành hiện thực. Cô ta nhấn mạnh và đã tâm sự ra như vậy. Nhiều cư dân mạng sau khi xem những đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày của cặp đôi đều gửi lời chúc phúc đến họ. Đó, như mình nãy nói đó, mình nghe cô nói vậy mình cũng chúc phúc phải không? Bởi lẽ qua những khoảnh khắc đời thường ấy, có thể thấy tình cảm của họ không hề toan tính như nhiều người vẫn nghĩ. Cả hai có chung quan điểm sống, đều là những người sống tích cực lạc quan. Khoảng cách tuổi tác được bù đắp bởi đồng điệu trong tâm hồn. Đối với họ, chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng thì mọi rào cản đều có thể vượt qua. Thì đương nhiên một người đàn bà lớn tuổi, một đứa trẻ, một người thì đang cần tình yêu, một người thì đang cần sự đùm bọc. Mà khi mà nó hòa điệu với nhau, mà nếu mà trùng khớp với nhau thì cuộc sống nó sẽ tiếp tục. Chỉ mong rằng không có một cái hình bóng của một người cô gái trẻ nào đó trong tương lai, thì cô ta, anh chàng ta sẽ tiếp tục sống với người vợ lớn tuổi hơn mình 20 tuổi. Phải không các bạn? Mình đọc tiếp nha. Tuy nhiên,
cũng có ý kiến cho rằng việc chàng trai trẻ kết hôn với người phụ nữ hơn mình 20 tuổi và là chủ sở hữu nhiều căn hộ cho thuê khó có thể khiến người ta tin rằng không hề có động cơ vụ lợi. Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao thì các bạn cứ để cái comment ở dưới, mình nói chuyện với nhau cho vui ha. Qua những đoạn video được cặp đôi đăng tải trên mạng, có thể thấy chị Vũ là người phụ nữ thành đạt, sở hữu nhiều bất động sản ở Thâm Quyến và có sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Đông Sâm, chàng trai ở độ tuổi 20, lại thường xuyên khoe khoang về tình yêu của mình và bị gán cái mác là trai bao. Mình chưa nghe cái chữ trai bao, chữ lóng này bao giờ, lần đầu tiên á, thì mình không có hiểu hết trai bao có nghĩa là gì. Nếu các bạn có thể giải thích cho mình thì ghi ở dưới comment á, mình đọc nha. Hay là có thể hôm nào rảnh thì mình google thử, mình tìm hiểu cái nghĩa lóng trai bao đó là cái gì. Mình đọc tiếp nha các bạn. Thậm chí nhiều người còn thẳng thắn nhận xét rằng Đông Sâm là kẻ đào mỏ. Kẻ đào mỏ, cái đó thì mình hiểu. Cưới nữ đại gia để ngồi mát ăn bát vàng. Cái chữ đó cái mình cũng hiểu, ngồi mát ăn bát vàng thì mình cũng hiểu. Thì từ vì mình đi lúc mình học xong lớp 9 cho nên mình cũng hiểu được mấy cái tiếng lóng như vậy. Mình đọc tiếp nha. Một số người khác lại cho rằng nếu là con trai của họ, chắc chắn họ sẽ phản đối mối quan hệ này. Trời ơi, mình có con trai mình cũng phản đối nữa chứ đừng có nói. Cái chuyện ta phản đối là đúng luôn. Mình đọc tiếp nha. Bên dưới những đoạn video của cặp đôi, không ít phụ nữ lớn tuổi đã ly hôn hoặc đang độc thân bày tỏ mong muốn tìm được một tình yêu chị em như vậy. Oh my gosh, no thanks. Mấy người mà họ xem cái phim của những cái của cái cặp này lên trên trên mạng á, thì mấy người phụ nữ đó vô thì comment á, thì họ mong muốn rằng là họ có được một tìm được một cái tình yêu như vậy. Đó là những cái người mà độc thân á, hoặc là đã có gia đình mà ly dị á, bây giờ muốn tìm tình yêu mới, mong muốn có được một tình yêu như vậy. Oh my gosh, no thanks. Mình không bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu. Mình đã có nhiều người nhỏ tuổi hơn mình theo mình lắm, nhưng mà no thanks, mình không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Không bao giờ. Giờ mình có, dù đâu mình có sống già đi đâu, có sao đi chăng nữa, mình cũng chấp nhận ở một mình, chứ mình không có chịu chấp nhận lấy một cái anh nào mà nhỏ tuổi hơn mình, bằng tuổi hơn mình hoặc là nhỏ hơn mình maximum 2 hay 3 tuổi là ok. Nhưng mà không có cái màn mà 20 tuổi. Ôi, để mình đọc tiếp nha các bạn. Thời thế thay đổi, tình yêu không còn bị ràng buộc bởi tuổi tác. Ngày càng có nhiều phụ nữ thành đạt, tự chủ về kinh tế. Họ cũng mạnh mẽ trong việc quyết định hạnh phúc của đời mình. Dù là tình yêu hay hôn nhân, suy cho cùng, đó là chuyện của hai người. Ý kiến của người ngoài không quan trọng, chỉ cần bản thân cảm thấy phù hợp là được. Đúng, đồng ý. Cái đó mình đồng ý. Nhưng mà cái người đàn bà lựa chọn này thì trong cái lúc mà họ ly thân hoặc là đang cái lúc gọi là cô đơn thì gặp một chàng trai trẻ này mà anh ta rất là nhiệt tình như vậy thì có thể cô ta cũng không có cưỡng nổi. Nhưng mà không biết là cô ta có nghĩ cái đường dài hay không. Nhưng mà nói gì chăng nữa thì những cái câu kết luận này cũng đúng. Bởi vì người phụ nữ thành đạt, tự chủ về kinh tế và họ cũng mạnh mẽ trong việc quyết định hạnh phúc của đời mình, thì trong cái đường dài nếu mà có chuyện gì xảy ra mà cô ta đã mạnh mẽ như vậy, mà cô ta làm chủ kinh tế như vậy, cô ta thành đạt như vậy, nếu mà cô ta khôn ngoan giữ những cái đó về phía mình, nếu một ngày nào đó anh ta tìm được một cô gái trẻ hơn, đẹp hơn, có ra đi, thì của cải vật chất của mình cũng còn lại cho bản thân mình và cho con cái của mình. Cái đó là cái quan trọng. Không có gì quan trọng bằng mình phải tự nghĩ đến bản thân mình.
mình phải nghĩ một con đường dài. Khi mình già rồi thì như thế nào? Đó, thì đồng ý rằng là tình yêu hay hôn nhân suy cho cùng là chuyện của hai người. Nhưng mà mình, đối với mình thì ý kiến của mình là ý kiến của người ngoài đó. Thì mình cũng hy vọng rằng là cô đó thông minh và biết nghĩ cái đường dài. Còn theo các bạn nghĩ thì như thế nào? Các bạn để lại cái comment ở dưới để mình đọc nghe cho vui nha. Tại mình thì mình đọc thân, mình đọc những cái chuyện vui vui như nè, thì mình không có ai ngồi cạnh bên để mình nói chuyện rồi hai bên trao đổi. Thì mình ở có một mình thì mình lên đây mình đọc cho các bạn nghe. Thì các bạn trao đổi ý kiến ở dưới thì mình vô mình đọc để mình thấy như thế nào, phải không các bạn? Thì ngày hôm nay, ngày Chủ nhật đã qua, thì ngày mai là ngày thứ hai. Mình chưa có cái mục đích sẽ làm cái gì. Cái vlog ngày mai thì sẽ ra một cái đề tài mà mình không muốn đưa cho các bạn biết trước được. Thì các bạn đón xem. Ok nha. Ciao ciao. Bye bye các bạn.